Bộ y tế đã có công văn gửi Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Bệnh viện Bạch Mai và Trường Đại học Y Hà Nội về việc hỗ trợ Hà Nội xét nghiệm COVID-19. Nhằm hỗ trợ ngành y tế thành phố Hà Nội khẩn trương xét nghiệm COVID-19 cho các trường hợp đi về từ thành phố Đà Nẵng. Bộ y tế đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các đơn vị trực thuộc triển khai công tác hỗ trợ phòng chống dịch bệnh COVID-19. Bộ giao cho các đơn vị bao gồm Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Trường Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Bạch Mai hỗ trợ ngành y tế Hà Nội thực hiện việc xét nghiệm COVID-19 trong giai đoạn trước mắt.